Mini Content KZ Studio Rau Chu. Đường về Bình Dương. Một bài về mẹ thôi. Emotional Productions, we make what you need. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không đâu. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đâu. Không còn tiếng ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không đâu. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đâu. Không còn tiếng ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Chàng cầm manh áo hàng ngày là do một tay mẹ nó gánh vác. Lâu bu bên gánh hàng gông chủ yếu là kiếm bát cơm canh bạc. Tiền học phí, tiền tiêu vặt, tiền vương trải trong gia đình. Đau đớn hơn nữa là nỗi khổ tâm khi nó mất đi người cha mình. Nước mắt mẹ nó cũng dần rơi rớt trong nhiều đêm liền mất ngủ. Thức khuya dậy sớm chỉ để kiếm tiền, không một đêm nào đủ giấc ngủ. Mồ hôi công sức mà mẹ kiếm được, nhưng nào nó có hay. Vật dụng quần áo mà nó mong muốn là đều phải có ngay. Mặc kệ gian lao vất vả cô cực mà mẹ nó phải trải qua. Mồ hôi công sức để kiếm từng xu đừng đời chạy dài quá. Mẹ muốn nó vui, muốn nó không phải thua kém gì người ta. Sung sướng là thứ mẹ mong muốn, nó luôn nở nụ cười và nhưng nó đâu hay, chỉ biết vui chơi la cà là duy nhất. Sẽ bị mỏi quay quanh bản thân mẹ đều cất giấu nơi bí mật. Cầu vòng bao quanh nó ở con đường đời là thứ mẹ ước nguyện. Nhưng cái chuyện nghèo là điều mà mẹ phải đối mặt trước tiên. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không sao. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đau. Không còn thức ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không sao. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đau. Không còn thức ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Nó bắt mẹ nó phải mua cho nó một chiếc điện thoại mới để được liên lạc với các bạn bè cùng chung lớp học ở mọi nơi. Nhưng đâu biết rằng số tiền trong túi mẹ nó không còn được một đồng. Ở cũng chấp nhận mặc dù nước mắt đã chảy thành một dòng. Đi bộ bán hàng cả chục cây số, mục đích là chỉ muốn có tiền để mua cho nó một chiếc điện thoại mà nó muốn được có liền. Cuối cùng thì cũng đã đủ bà vội đi nhanh để về nhà. Tai nạn bất ngờ bỗng nhiên sẽ đến khiến bà không thể được về nhà. Một chiếc xe tải bất ngờ đâm vào khiến bà không thể xoay chở. Vết thương ở đầu quá sâu, thân xác bắt đầu tắt dần ngay thở. Và bà đã mất khi đang trên đường để đến bệnh viện cấp cứu. Ở nhà thì nó khoe khoang, bà không biết mẹ nó đã chìm vào giấc ngủ. Không, tôi không muốn chết vì chưa thực hiện được điều ước. Ý nghĩ vẫn bên trong đầu nhưng mà thân xác đã hướng đi nhiều bước. Xin cho tôi về để được gặp mặt con tôi lần cuối. Xin hãy cho tôi quay về để được gặp mặt con tôi một lần thôi. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không sao. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đau. Không còn thức ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Khó khăn mệt mỏi, một câu trả lời mẹ không sao. Đau bệnh đến gần, một câu trả lời mẹ không đau. Không còn thức ăn, một câu trả lời mẹ không đói. Tất cả đều dành cho nó, chấp nhận con đường vậy không lỗi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Quay về với con đi. Con hứa là con sẽ ngoan mà, không lo chơi bời nữa, không đòi hỏi mẹ mua những món đồ mới nữa. Con hứa là con sẽ học giỏi mà. Mẹ quay về với con đi. Con nhớ mẹ lắm, con muốn gặp mẹ. Mẹ đang ở đâu vậy hả mẹ? Vì chiếc điện thoại mà đã cướp mất mạng sống của chính mẹ nó. Nó muốn quay về thời gian ngày trước, được mẹ chăm mẹ lo. Nó đầu nó khóc khi thân xác mẹ đang nằm dưới bộ bia. Nó muốn quay về không phải đòi hỏi mẹ mua cho những món đồ kia. Nó hối hận, nó ăn chết, nó muốn có thể quay lại. Nhưng mà không được, vì bóng dáng mẹ đã rời xa chạy mãi. Nó hối hận, nó ăn chết, nó muốn có thể quay lại. Nhưng mà không được, vì bóng dáng mẹ đã rời xa chạy mãi. Emotional Productions, we make what you need.